Cảm ơn các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Japan. Đây là chiếc Family Inada S330, một trong những cái mẫu ghế thuộc phân khúc trên 20 triệu, có chế độ sưởi hồng ngoại, kéo giãn cột sống và chế độ không trọng lực. Và quan trọng nhất là những chiếc ghế này của Ngọc Japan thì còn nguyên cả sách hướng dẫn đây các bạn nhé. Còn nguyên, một trong những cái hàng đấu giá cực kỳ đẹp. Và các bạn có thể thấy độ đẹp của nó qua video, cũng như là các bạn có thể nhìn trực tiếp chi tiết từng bộ phận của nó. Thì cái điểm hay của dòng này đó là cái chế độ không trọng lực này, nó sẽ giúp cho chúng ta nằm song song với mặt đất và con lăn nó sẽ đi thẳng lên các cái điểm huyệt để tạo ra một cái bài đánh hiệu quả hơn. Và những bản này nó là cái bản mà có cả bóp vai, bóp chân, bóp tay, gần như tất cả đầy đủ rồi. Và các bạn có thể hoàn toàn lựa chọn cho mình một cái chế độ bóp riêng túi khí. Thì đó là một trong những cái điểm hay của những chiếc ghế Family Inada.